Em đọc nhá, chào các bác nhé. Em quay cho các bác một bộ củ loa Vifa. Đó, con này là một con cặp bát này, một cặp chép này. Đó, cặp chép Vifa. Đó, đan mạch nhá. Một bộ phần tần đi kèm luôn. Phần tần hai quay. Con này thì là bát mắc vành của nó là 14,5 cm này. Con này có cái mã model đó là Vifa. Em zoom lại cho nó nét này các bác nhìn dễ hơn. Đó, Vifa. Đó, made in Đan Mạch nhá. Mã số model của nó là C13VKG gạch ngang 19 8 ôm thôi nhá. Đó, hai chiếc thì đều còn đẹp và nguyên zin, hát tốt thôi nhá. Đó. Đó là phần loa loa bát. Đây là những cái vết ố của cái xương trắng theo theo năm tháng các bác nhá. Còn lâu con này rất là đẹp luôn. Đó. Rốn là rốn vải gân gân cao su. Em sẽ bỏ ra đây quay cho các bác cái phần tép này. Đó, đây là một con tép tầm 9 cm này. 9,5 cm nhá. Chép này rất là gấu. Con này thì nó nằm ở những cái cặp loa Royal Dani rất là gấu nhá. Đó. Mã model của cái con này nó là con Vifa DT20 nhá các bác nhá. AD gạch ngang AD20 TD6 ôm. Đó, tép 9,5 cm. Đó, nguyên zin hát tốt nhá. Đó, hai chiếc đều đẹp tinh luôn. Đó. Và một bộ phân tần của nó luôn. Đó, em mua từ bên kia về. Con này phân tần nó là sử dụng của Philips nhá. Đó, của Philips các bác nhá. Đó, tất cả những cái quận này vàng óng luôn. Đó. Đây nhìn nghiêng này anh em nhìn dễ hơn đó. Tất cả nguyên zin và hát tốt anh em nhá. Cái này thì 2,5 triệu tất cả bộ thì em xả luôn cho quý vị là 2 triệu đó nhá, 2 triệu cực kỳ hợp lý luôn. Con này nó nằm trong một con loa Royal cũng rất là đắt tiền nhá các bác nhá. Anh em chỉ cần check cái mã model này ra, đánh con Royal ra, Dani Royal ra thì biết ngay. Đó, những dòng loa rất là chất lượng cao. Đó, 2 triệu đồng tất cả bộ 3 món các nhá, 3 bộ, một cặp bát, một cặp chép và một cặp phần tần.